Dạ buổi sáng các bác nha. Bữa nay mới về thêm một container của Thái đó nha. Đây là máy Thái xịn luôn. Thì bây giờ anh em đang xuống trước cái phụ tùng, rồi một chút nữa có gì em sẽ quay xuống từng máy ha. Rồi sẽ có video test từng máy cho anh em luôn nha. Có gì anh em tranh thủ xem những cái máy này nha. Đợt này về đẹp lắm. Thì anh em nào có muốn dự định muốn mua máy thì cứ gọi cho em nha, qua số 083 9100 ha. Thì em sẽ tư vấn cho anh em. Rồi anh em máy thì có sẵn ở công ty á, thì các anh em cứ đến lựa thoải mái nha. Rồi bây giờ bắt đầu xuống cái máy đầu tiên nha. Thì anh em thấy dàn chân phía dưới nó còn rất là ok ha. Xanh cảo à. Để chút nữa có gì mấy cái đầu mũ này bị da chạm á, thì chút nữa có gì em sẽ thay thế vô sau. Chút nữa em rửa máy luôn rồi quay trực tiếp cho anh em xem nha. Rồi xuống rồi nha anh em. Đây máy còn nguyên xi luôn. Ủa sao lên lại nữa rồi. Đây lăn đây nguyên xi luôn. Nhìn quá đẹp. Máy mùa 7 luôn ha. Máy Thái xịn á. Nha, máy này khá là đẹp luôn. Con cuốn này. Thì có gì chúc em xuống máy quay cho anh em xem. Phụ tùng cũng mới về luôn ha. Đó, còn trên kia cả đống máy nữa. Rồi xuống thì kiểu này á anh em, từ từ bò từ từ xuống là ok ha. Hơi tối ha, thông cảm nha. Đây là máy hát luôn nha. Số phụ tùng tiếp nha anh em, phụ tùng trên máy còn rất là nhiều luôn á, trên container á. Để em xuống từ từ xuống bớt nha. Bây giờ xuống cũng được mớ rồi, khá là nhiều rồi. Với máy cũng đã vô được chiếc rồi. Để tiếp tục là mình xuống máy xong mình sẽ quay trực tiếp cho anh em xem từng con ha. Tiếp tục thêm một em đang bò ra nữa nha. Đây chiếc này thì xích còn đẹp lắm nha. Đang bắt đầu chạy xuống. Mấy cái đầu mũ là chút nữa em thay sạch bách đó cho nè. Mấy anh em yên tâm đi ha. Bển họ cho nhiều lắm. Quá đẹp, quá đẹp. Chân còn đẹp lắm anh em ơi. Quá đẹp luôn. Lăn ghim luôn. Cái bánh tám nó hơi mòn xíu nha các bác. Này mình thay được. Rồi, quá ok luôn em ơi, xong. Rồi còn chiếc này nó là cuối cùng rồi nha anh em. Thì ra xong em sẽ ra làm sao em quay chi tiết video từng con cho anh em xem nha. Rồi chào các bác nha. Bây giờ đã xuống xong máy container rồi đó. Có gì để sẽ quay cập nhật sau cho anh em nha. Để quay từng chiếc về chuẩn bị gấp vô thôi. Đây bông cuốn ở đây nhìn rất là đẹp ha. Còn vệ sinh này nọ nữa. Dàn chân đây, khỏi chê luôn. Xích riêng phanh ken nha. Xích riêng nó luôn đây ha. Chân thì không lai một con rồi luôn ha. Riêng hết toàn bộ luôn. Đó. Mở sơ sơ cho anh em xem thôi. Đây ha, riêng luôn. Đó, lưới riêng hết luôn. Rồi, về chỉ còn rửa với gắn đồ mũ vô là xong nha. Ba con này. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha.